Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách ẩn tin nhắn trên Zalo. Vâng, với tính năng ẩn tin nhắn này sẽ giúp mình bảo vệ được những cuộc trò chuyện này, những thông tin dữ liệu này như số điện thoại, tài khoản, địa chỉ này. Có nghĩa mình không muốn người khác mà cầm vào điện thoại của mình khi nhìn thấy những tin nhắn bị ẩn ấy. Vâng. Và chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên các bạn sẽ vào Zalo. Các bạn chọn một người nào đấy mà mình muốn ẩn tin nhắn. Đây, ví dụ khi mình muốn ẩn tin nhắn của bạn này. Thì các bạn ấn vào nút 3 chấm trên góc bên phải trên cùng của màn hình đây này, nút 3 chấm này nhá. Các bạn ấn vào đây. Các bạn ấn vào đây này. Và các bạn kéo lên. Đây, khi nó có dòng các bạn kéo đến dòng ẩn trò chuyện nhá, đây này. Ẩn trò chuyện. Ở đây nó có một cái nút này, các bạn gạt nó sang. Các bạn gạt nó sang bên kia để bật tính năng ẩn trò chuyện này. Các bạn gạt sang. Và các bạn ấn vào đặt mã pin. Các bạn ấn vào đặt mã pin nhé. Đấy, và các bạn đặt mật khẩu cho cuộc trò chuyện của mình nhé. Các bạn đặt mật khẩu. Ví dụ mật khẩu của mình là 2525. Đấy. Và các bạn nhập lại mật khẩu một lần nữa. 2525. Đấy, và mình đã cài đặt xong. Và các bạn ấn vào đóng. Đấy, bây giờ ở đây không hề thấy tin nhắn của cái bạn mà mình đã ẩn đi rồi nhá. Bây giờ các bạn muốn tìm lại thì các bạn đánh lên đây, các bạn phải nhớ tên của bạn ấy. Các bạn đánh lên phần tìm bạn bè đây này. Các bạn bấm vào tìm bạn bè tin nhắn này. Bạn ấn vào đây. Các bạn đánh chữ cái đầu của mình lúc nãy, các bạn đánh cái tên mà lúc nãy mình vừa ẩn ấy. Các bạn đánh cái tên nick lúc nãy mình ẩn đi. Đây. Đây. Đây, cái tin nhắn này là lúc nãy mình đã ẩn đi. Và các bạn ấn vào đây. Các bạn nhập mật khẩu. Mật khẩu lúc nãy của mình là 2525. Đấy. Và bây giờ cuộc trò chuyện nó đã hiện ra. Đây, cuộc trò chuyện bây giờ nó mới được hiện ra. Khi các bạn muốn trò chuyện với cái người mà đã ẩn tin nhắn ấy thì các bạn phải lại tìm kiếm. Thì các bạn phải vào phần tìm kiếm bạn bè và các bạn đánh tên người đấy lên mới được. Và bây giờ nhá. Khi cái tin nhắn ẩn nó có tin nhắn đến ấy. Đây mình sẽ thử gửi một cái tin nhắn sang để cho các bạn biết. Đấy, khi mà cái tin nhắn nó bị ẩn ấy, khi cái người mình đã ẩn đi rồi ấy mà họ gửi tin nhắn đến thì ở cái nút trên này nó sẽ hiện lên màu đỏ này, ở cái nút tìm kiếm bạn bè này nó sẽ hiện lên màu đỏ này, các bạn thấy chưa? Đây này, ở ô này nó sẽ là màu đỏ, bình thường nó là màu trắng nhá, nhưng mà có tin nhắn đến thì nó sẽ hiện lên màu đỏ và nó sẽ báo cho mình biết là có tin nhắn đến nhưng mà cái tin nhắn này đang bị ẩn. Và bây giờ việc của mình là lại vào tìm kiếm, ấn vào tìm kiếm bạn bè. Và mình lại đánh tên người đấy lên. Và mình đánh mật khẩu vào. Đấy. Đúng là có tin nhắn đến chưa đây? Có tin nhắn đến chưa? Đấy mình. Đây nhá, các bạn lúc bình thường là nó màu trắng nhá, các bạn để ý chưa? Lúc bình thường là nó màu trắng. Bây giờ mình thử gửi tin nhắn để có tin nhắn qua nhá. Các bạn nó sẽ thấy nó. Đấy, nó đã chuyển sang màu đỏ.
sau sau khi nó đã chuyển sang màu đỏ như này thì chứng tỏ là đã có tin nhắn đến. Và mình mở ra và mình tìm kiếm tên người đấy. Vâng, vậy là đã xong. Bạn nào chưa hiểu thì có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới nhé. Mình sẽ giải đáp thắc mắc hết của tất cả các bạn. Vâng, và video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hữu ích thì đừng quên like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau.